Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 445. Lúc này, Trác Phàm nâng khuôn mặt nàng khẽ mở môi, bất chợt âm một tiếng, một đạo chưởng phong mãnh liệt đột nhiên lao tới. Trong khoảnh khắc, liền một chưởng đánh bay anh ra xa, khiến anh ngã mặt xuống đất. Quân Thành hoảng hốt, rồi sau khi lấy lại tinh thần, là người đến tràng cảnh vừa rồi, hai gò má lập tức ửng đỏ. Người sư tỷ cầm đầu kia chỉ thẳng tay vào mặt Trác Phàm mắng to: "Số tiểu tử, người ăn tim gấu gan báo hay sao? Ngay cả đệ tử của Đanh Hà Tông chúng ta mà cũng dám đùa giỡn, chán sống rồi sao?" Thậm chí nàng còn muốn tiến lên hai bước dẫm cho anh thêm hai dẫm. May mà Quân Thành kịp thời ngăn cản mới có thể biến thành hành động. Bà Tám đáng chết. Trác Phàm tức giận đến nỗi trận lôi đình, song quyền siết chặt lại, trong mắt phát ra sát ý trần trụi. Vợ chồng bọn họ thật vất vả mới đoàn tụ được, còn chưa kịp vuốt ve an ủi một phen là bị bà Tám này làm mất hết nhã hứng. Bây giờ Trác Phàm thực sự có xúc động muốn nghiền mấy con lợn cái này thành cặn bã. Chỉ là vừa tới việc Quân Thành thế mà là đệ tử Đan Hải Tông, Trác Phàm chỉ đành thở sâu một hơi, tạm thời nhìn ngục tức này xuống. Anh cũng không thể làm thịt đám tỉ muội của lão bà này ngay trước mặt lão bà. Chỉ có điều anh thực sự không nghĩ ra vì sao Quân Thành lại chuyển thế đến Đan Hà Tông chứ. Nghĩ lại phương hướng mà Cố Tinh Ninh Châu chỉ dẫn và cả ngay cảm giác quen thuộc ngay khi gặp mặt tiểu cô nương kia, Trác Phàm có thể khẳng định nàng chắc chắn là Quân Thành, tên còn giống nhau nữa cơ mà. Trác Phàm cố trấn định lại, giả bộ toàn thân đau đớn, quay đầu nhìn về phía những nữ nhân cũng đang phẫn nộ kia, hai tay quờ quờ trước mặt, cuồng quyết giải thích: "Đại tỷ, các người đừng hiểu lầm, thực sự là vì cô nương này quá giống một vị muội tử đã chết đi của ta, cho nên vừa rồi ta xúc động mới không kìm lòng được. Hay da, lần sau ta sẽ không bao giờ thế nữa." Nghe xong lời đó, sơ tỷ lại nổi giận gầm lên: "Ngươi còn muốn có lần sau sao? Cô nương nhà người ta lại để ngươi tự tiện mò mẫm sao? Nàng còn muốn xông đến giáo huấn Trác Phàm một trận, lại bị Quân Thành ngăn trở khuyên can." Sư tỷ bất giận, có lẽ huynh muội hắn thật sự tình thâm, quên hết tất cả mới làm ra chuyện như thế, không phải cố ý đâu, ngươi đừng trách hắn nữa. Ta trách hắn sao? Ta có gì để trách hắn chứ? Bị người ta đùa giỡn cũng phải là ta, bây giờ ngươi còn không ngại, ta còn có gì để nói chứ? Sư tỷ giận dữ hơn một tiếng, vẫy vẫy tay áo, liền mang thằng đám người còn lại bay lên không trung. Chúng ta đi thôi, không để tới nha đầu ngốc kia nữa, lại còn nói đỡ cho tên nam nhân kia, đúng là muốn bị người ta đùa giỡn mà. Quân Thành quấn lên, nhìn đám người đi xa, liền trống to: "Sư tỷ!" Thế nhưng, có không truyền được đến tai những người kia, nàng không khỏi buồn bực cúi thấp đầu, mặt ủ mày chau, sau đó lại nháy mắt hồn nhiên, hướng đôi mắt to về phía Trác Phàm. "Ngươi thực sự là bởi vì coi ta là mùi bụi ngươi nên mới... Ngươi không phải là cố ý, có đúng không?" Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của nàng, Trác Phàm biết nàng chỉ muốn được an tâm mà thôi, mình chỉ cần gật đầu đúng là như ý nàng là tốt. Thế nhưng, đối mặt với người khác thì không sao, đối mặt với Quân Thành anh làm sao có thể nhẫn tâm lừa gạt chứ. Còn nữa, cái đám cản đường kia đi hết rồi, bây giờ mới là cơ hội tốt để giải bày nội tâm. Không, ta thực là không kìm lòng được, nhưng không phải coi ngươi như mùi muội, ta không có mùi muội mà chính là người yêu. Cái gì? Quân Thành càng đỏ bừng mặt lên, trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng ngay sau đó lại đầy mặt nộ khí lửa manh, rõ ràng lại quay người muốn rời đi. "Ta nhìn lầm ngươi rồi, còn tưởng rằng ngươi là người tốt, kết quả còn thật giống như lời sư tỷ nói, ngươi chỉ muốn lợi dụng sàm sỡ ta, các nàng còn cười ta là nha đầu ngốc." Đến mặt Quân Thành đầy ủy khuất, không còn muốn có bất cứ liên quan gì tới Trác Phàm, chỉ muốn lập tức lên đường rời đi. Trác Phàm thấy vậy thì vội vàng kêu to: "Chờ chút đã!" Quân Thành quay đầu nhìn Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ do dự, uy hiếp một cách dễ thương: "Ngươi còn muốn làm gì? Nếu ngươi còn dám làm ẩu, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu." Nàng nói vậy làm cho Trác Phàm không nhịn được mà bật cười lắc đầu. Nàng là tu giả quyên cảnh, đối mặt với mình chỉ là đối có cảnh, thế mà trong lòng còn có sự kiếp đảm, trời ơi. Trác Phàm đầy thâm tình nói ra: "Cô nương đừng hiểu lầm, ta thực sự không có ý trêu đùa ngươi, không phải cố ý muốn khinh bạc ngươi, thực là bởi vì ta coi ngươi trở thành thê tử của ta. Thê tử của ta đã chết, nàng là giống hệt ngươi, cho nên ta gặp ngươi mới không kìm lòng được." Quân Thành giật mình, nhìn ánh mắt tinh khiết không chứa một chút tạp chất của Trác Phàm, hai gò má lại đỏ lên, nàng hơi gật đầu không còn tức giận nữa. Quân Thành cúi đầu nói ra: "Xem ra ngươi xác thực thâm tình với thê tử ngươi, đã như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi." Nói xong, tiểu con đường ngây ngô chậm rãi quay người
Tuy không còn tức giận nhưng vẫn muốn rời đi. Trác Phạm lần nữa hét lớn: "Chờ một chút!" Quân Thành liền dừng bước, cau mày nói: "Làm sao vậy chứ?" Trác Phạm mỉm cười, ngay sau đó thở dài: "Sở cô nương, ta nhìn ra được ngươi là người tốt, có thể giúp ta thêm một chuyện hay không? Ta đến đây thì lạc đường, ngươi có thể mang ta bay ra ngoài được không?" "À, ta mang ngươi sao? Làm sao? Không được sao?" "Ây, có thể." Tuy cảm thấy hơi khó khăn nhưng chẳng biết vì sao khi đối mặt với thỉnh cầu của Trác Phạm, nàng lại rất khó cự tuyệt, đành phải đi đến bên cạnh Trác Phạm, còn cẩn thận rón rén thấy xung quanh không có người, mới ngượng ngùng duỗi ra cánh tay ngọc nhỏ dài ôm lấy eo Trác Phạm, lẩm bẩm nói: "Ta mang ngươi bay ra ngoài, ngươi đừng nhúc nhích đó." Nói xong, Quân Thành liền đạp chân xuống, cả hai cùng bay lên trời. Đột nhiên Trác Phạm thuần thế khẽ vươn tay ôm lấy eo Sở Quân Thành. Sở Quân Thành giật mình, đỏ mặt hoảng hốt kêu lên: "Ngươi làm gì đó? Ngươi mau buông tay ra!" "Cô nương, ta chỉ là một tên đoán của cảnh, bình sinh lần thứ nhất phi hành, ta sợ độ cao." Trác Phạm cười xấu xa nói ra. Quân Thành nghe thấy thế cũng có lý, cũng không có cách nào, chỉ đành mặc cho anh ôm lấy mình, dù sao rất nhanh có thể bay ra ngoài, nhớ nhìn một chút đi. Thế nhưng Trác Phạm lại được một tấc, lại muốn tiến một bước, tựa cắn người lên bờ vai nhỏ của tên cô nương ngây ngô kia. Quân Thành lần nữa kinh hãi, vội vàng kêu to: "Ngươi đang làm gì đó? Sao lại dựa vào người ta? Ta bay lần đầu, sợ mà." Trác Phạm rất không biết xấu hổ nói ra. Quân Thành quýnh cả lên, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đối với hành động lưu manh này, từ đáy lòng nàng lại chẳng biết nên làm thế nào. Như thế, cho dù anh vô sĩ như thế, nàng cũng không hoàn toàn cảm thấy chán ghét, đành phải thở sâu, cứng rắn cảnh cáo: "Nè, ngươi đừng quá mức đó nha, nếu ngươi còn dám động vào ta không đưa ngươi đi nữa." Thế nhưng nàng không nói câu này thì còn tốt, vừa nói ra Trác Phạm lại càng thêm quá đà, tay còn lại cũng khoác nốt lên vai Quân Thành. Bây giờ cả hai người quả thật là đã ôm chặt lấy nhau đến mức như này. Trong lòng Quân Thành đại loạn, xấu hổ đỏ bừng mặt, trái tim ầm ầm trực nhảy như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. "Ngươi làm gì đó? Ngươi buông tay ra cho ta!" "Không, ta sợ sẽ rơi xuống mất, ta không buông tay ra đâu." Trác Phạm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trăm năm qua, trước cuộc lần nữa được ôm chặt người ngọc vào trong lòng, với bà anh tràn đầy hạnh phúc, sao có thể nói là buông tay chứ. Nhưng Quân Thành thì không như vậy, nàng gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, ngó ngó bốn phía không ngừng, thấy không có người nào liền bay xuống dưới. Hai người đáp xuống đất, Trác Phạm cứ như bạc tuộc quấn lấy Quân Thành. Quân Thành lại oán hận nói là: "Uy, đã xuống đất rồi, ngươi còn không buông tay. Không thể nào, nhất định là ngươi đang gạt ta, chúng ta còn đang ở trên không trung, ta không thể bị bắt lừa." Quân Thành thở phì phò, sau đó bỗng nhiên dùng lực ầm một tiếng thoát khỏi Trác Phạm. Trác Phạm ầm ầm rơi xuống mặt đất. Quân Thành hung hăng lườm anh, phẫn nộ nói: "Ngươi chính là thích động chạm sàm sỡ ta, sẽ không sai, ngươi còn không thừa nhận sao? Sợ cô nương." Trác Phạm chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên thân, mỉm cười nói: "Trước khi ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi trả lời hai vấn đề của ta trước được không?" Quân Thành sững sờ, còn chưa đáp ứng, Trác Phạm đã có kịp chờ đợi mà mới nói: "Có ý trung nhân chưa?" Quân Thành sững sờ rồi chậm rãi lắc đầu. Trác Phạm mỉm cười tiếp tục nói: "Có hôn ước gì chưa?" Quân Thành vẫn lắc đầu, trong lòng mê man, hắn nói cái này là có ý gì chứ? Có được đáp án hài lòng, Trác Phạm không khỏi cười lớn một tiếng: "Tốt lắm." Anh lập tức đi đến trước mặt Quân Thành, khẽ vươn tay trong tiếng hét giật mình của nàng, anh nắm lấy tay nàng đặt vào trong lòng ngực của mình, đầy mắt thâm tình nói ra: "Vậy bây giờ ta trả lời vấn đề của ngươi, vừa rồi ta chính là cố ý, bởi vì ta thích ngươi, ngươi nhất định phải trở thành nữ nhân của ta." "Con!" Như một chuông đồng gõ vang trong đầu, Quân Thành mơ hồ đến há miệng, hai mắt trợn tròn. Sao lại thế này? Sao lại bỗng nhiên có người? Quá thật lâu nàng mới tỉnh người lại, sau đó hung hăng đẩy Trác Phạm ra, tức giận mắng to: "Ngươi bị bệnh sao? Chúng ta mới quen chưa tới một canh giờ, ngươi là ai ta cũng không biết." "Ta là Trác Phạm, bây giờ chúng ta biết nhau rồi, Quân Thành, đi theo ta đi." "Đi thằng bố ngươi à? Ta là đệ tử Đan Hà Tông, hôn nhân đại sự phải báo cáo sư phụ." "Bài già đó mà cũng xứng can thiệp vào chuyện của lão tử sao? Quân Thành, ngươi theo ta đi, không ai ngăn được chúng ta đâu." Trác Phạm đã kiên định hét lớn, bá khí hiện lộ rõ ra ngoài. Quân Thành hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, lạnh lùng quay đầu rời đi. "Người điên, người biết sư tôn của ta là ai sao? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ta biết đã từng là một trong Bát Hoàng Thánh Vật Diễm Hoàng, nhưng quá trình chiến ở Cửu U Địa Cung về sau, nàng ta bị ma khí ảnh hưởng, niên lão sắc suy, nên chúng ta gọi nàng là lão cô hoàng." Quân Thành
ngươi đi theo ta đi, ta cam đoan bà già đó không làm gì được ngươi. Cố Thành bị chặt lấy lỗ tai, lắc lắc đầu người quậy. Im ngay, không cho phép nói xấu sư phụ của ta. Mà lại ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Sư phụ ta không cần tự thân xuất mã, chỉ cần những sư tỷ kia đập một ngón tay để thế đòi mạng ngươi. Ngươi mà không muốn chết thì đừng có xuất khẩu cuồng ngôn, tránh chọc tới họa sát thân. Ta không bảo vệ được ngươi đâu. Bảo vệ ta sao? Trác Phàm mừng thầm trong lòng, nở nụ cười vui vẻ. Cô Thành, người đó ngươi muốn bảo vệ ta trước bà già kia sao? Như vậy thì chứng minh trong lòng ngươi có ta, vì sao không đi theo ta chứ? Cô Thành giật mình, hận không thể hung ác quất miệng mình hai cái. Hôm nay nàng bị làm sao vậy chứ? Sao lại tốt ra những lời như vậy chứ? Rõ ràng chẳng biết hắn được bao lâu, ngay cả tên hắn cũng mới chỉ vừa biết. Trong nội tâm của nàng tràn ngập nghi hoặc, nhưng trên mặt lại đầy vẻ bằng lãnh, hung hăng trừng Trác Phàm. Không cần phải nói, ngươi chỉ coi ta là vật thay thế cho thể tử của ngươi mà thôi. Đây không phải thật sự là yêu thích, chúng ta vừa mới gặp mặt, không có chuyện yêu nhau ngay được. Ngươi đi đi, dù sao bây giờ ta đã mang ngươi ra khỏi núi rồi, ngươi an toàn rồi. Quân Thành, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngươi thực sự là thê tử của ta, không phải vật thay thế mà là cùng một người. Trác Phàm cực kỳ chân thành nói, ánh mắt đầy sự kiên định. Quân Thành bất đắc dĩ trợn mắt, được, vậy chờ ngươi đối kịp ta rồi nói. Với chất lời, Quân Thành liền làm một cái mặt quỷ, sợ đến chống quát bay vút được không trung, rất nhanh biến mất. Trác Phàm nhìn nàng đi xa, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hay à, ngươi không mang ta đi cùng, vậy ta tự bay vậy. Chỉ là mọi người thường nói bí dực song phi, một người bay trời đất nhàm chán đó. Nửa giờ sau, Quân Thành đang cấp tốc đuổi theo các sư tỷ, nhưng lại chậm chạp không nhìn thấy các nàng. Nàng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Ai da, công lực của ta vốn đã không bằng các nàng, bây giờ lại chậm trễ thời gian dài như vậy, giờ làm sao mà đuổi được chứ? Bọn họ thật sự bỏ mặc ta sao? Bỗng nhiên một tiếng rống to đầy thô kịch vang vọng khoảng trời. Phương Bẩn, ngươi là đại sư tỷ đang hạ tâm, ngươi sẽ không phải hoàn toàn không để ý tới tình nghĩa đồng môn mà nhẫn tâm nhìn các nàng chết thảm trước mặt ngươi chứ? Thất thời thì giao tử kim lưu ly trảm ra, nếu không Cố Thành giật mình hướng ánh mắt về phía nơi phát ra giọng nói, liền thấy phía trước cách đó không xa các sư tỷ đồng môn đều bị một đám nam tử áo đen vây quanh, đại khái hơn 20 người, trong đó có 5 cao thủ linh vương, mà nhất còn là linh vương hậu kỳ. Đồng môn của nàng thì đã có tới 6 người bị thương tổn, 5 người bị bắt, chỉ còn một mình đại sư tỷ đang chống đỡ. Thay thế, Quân Thành không nói hai lời, ngay lập tức la xuống dưới, một chưởng xương lạnh vỗ tới. Buồn đồ lớn mật, không được tổn thương sư tỷ ta. Người áo đen kia liếc mắt nhìn nàng, cười khinh thường một tiếng, hai ngón tay khép lại chỉ về sau. Ầm một tiếng, lưu đạo xuyên qua tầng tầng hàn khí của nàng, bắn vào trong cơ thể nàng. Quân Thành phun máu, chỉ một chiêu liền ngã xuống đất trọng thương. Người kia cười ha hả, ha ha, đàn bà đánh hạ tông đúng là hung ác, quy nguyên thất trọng mà cũng dám đối chọi cứng với nguyên cảnh đỉnh phong ta, thật là không biết sâu cạn. Phương Mẫn bất chỉ lắc lắc đầu, trừng Quân Thành cả giận nói, nha đầu ngốc, ngươi đã thấy chúng ta bị bao vây, còn không mau hồi tâm cầu cứu, lại chạy tới đây làm gì chứ? Còn nữa, chút thực lực này của ngươi có thể làm được gì chứ? Sư tỷ ta, Quân Thành ủy khuất cúi thấp đầu. Phương Mẫn giận dữ hừ một tiếng, không để tới nàng nữa, lại nhìn về phía những người áo đen kia kêu gào, cuồng đồ lớn mật, nếu biết chúng ta để đệ tử đang hạt tông còn dám xuống tay với chúng ta, không muốn sống rồi sao? Bởi vì muốn sống chúng ta mới phải che mặt hành sự. Bé Linh Vương hậu kỳ hét lớn, dù sao chúng ta cũng muốn bị lão cô hoàng kia truy sát đến trên trời góc biển, các ngươi thức thời thì giao bảo vật ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không các vị cô nương xinh đẹp chúng ta là một đám đại lão gia, hậu quả khó mà lường được đó. Bọn người liền cười ha hả không ngớt, trong tiếng cười tràn đầy sự dâm tà. Phương Mẫn tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, chúng nữ cũng đầy bạch phẫn nộ, nhưng nhìn thấy những ánh mắt đầy dâm huế kia, các nàng cũng rất khiếp đảm. Đám gia hỏa vô pháp vô thiên này tuyệt đối đừng ra. Phương Mẫn khó thể lựa chọn, nếu cứ như vậy mà giao đồ ra, rất hiển nhiên toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ xuống đầu nàng, nhưng nếu không giao ra càng hiển nhiên là các tỷ muội sẽ có kết cục không được hay ho cho lắm. Vừa nghĩ đến đây, Phương Bẩn tiến thổ lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Việc này quan hệ đến địa vị cùng tiền đồ trong tâm của nàng mà. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy Quân Thành còn đang sầu não quá đức, hai mắt chợt tỏa sáng, một cây sách 220 hiện ra trong đầu. Nàng phi đến gần Quân Thành, trong tay lấy lên ánh sáng thất thải hào quang, lấy ra lưu ly trảm rồi vội vã đưa Quân Thành.
Sư muội, ngươi mang theo bảo vật đi mau đi, để ta chặn bọn họ. Ngươi tuyệt đối đừng để sư tỷ thất vọng đó. Sư tỷ, đi nhanh lên. Phương Mẫn lần nữa hét lớn, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, thậm chí còn có cảm giác khẳng khái hy sinh. Quân Thành cảm thấy cái mũi chua chua, cũng rất anh dũng gật đầu, rồi dứt khoát cầm lấy bảo vật chạy đi. Đây là sự tín nhiệm mà sư tỷ và mọi người dành cho nàng. Nàng nhất định phải liều mạng bảo vệ tốt mới thể xứng đáng với lòng tin của mọi người. Còn những người áo đen kia thấy vậy liền cùng nhau đuổi theo Quân Thành. Nha đầu, để đồ lại, nếu không được trách lão tử vô tình. Từng đạo thanh ảnh màu đen lướt qua đám tí mũi kia, tất cả đuổi theo Quân Thành. Phương Bảnh nhìn nàng sắp bị đám người áo đen kia bắt được, khóe miệng nở một nụ cười quý dị. Nha đầu, chạy đi đâu? Một đạo chướng phong mãnh liệt xuất hiện sau lưng Quân Thành. Quân Thành bay đầu nhìn, vẻ mặt liền hiện lên sự hoảng hốt. Người này không phải là ai khác, chính là ca thủ Quyên Cảnh đỉnh phong, vừa một chiêu đánh bại nàng, lòng nàng như chìm đến đáy vực. Thế nhưng bất luận như thế nào, được các sư tỷ phó thác, nàng tuyệt không thể tùy tiện đầu hàng. Nàng cắn môi, một tay nắm chặt lưu ly trảm, tay khác nâng lên một chưởng, toàn lực đánh tới đối phương. Người áo đen kia hiện rõ vẻ khinh thường, ha ha, tiểu con đường, bại tướng dưới tay ta còn cứng đầu như thế, để bạn lại đi. Thế mà ngay lúc này chuyện quỷ dị phát sinh, tất cả mọi người bất kể nhìn thế nào, rõ ràng là người áo đen kia mạnh hơn nàng một bậc. Thế nhưng khi hai người chính thức tương giao, người đen kia lại biến thành một đám xương máu tan đi trong đất trời, đến cái thầy cũng còn. Đám người áo đen còn lại lập tức dừng chân, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Không thể nào, Quyên Cảnh thất trọng làm sao mạnh hơn Quyên Cảnh đỉnh phong chứ? Mà cho dù có là thiên tài, làm sao lại mạnh nhiều hơn đến mức như vậy chứ? Chỉ một chưởng đã miểu sát sao? Vừa rồi chẳng phải nàng ta còn thụ thương sao? Chẳng lẽ là cố ý giấu thực lực sao? Các sư tỷ đang hạ tông cũng không khỏi giật mình, hoàn toàn không thể tin đây là sự thật. Tiểu sư muội của các nàng ra sao? Chẳng lẽ các nàng lại không biết hay sao? Làm sao có thể mạnh đến mức này chứ? Thực lực người áo đen kia đâu có yếu, Quyên Cảnh đỉnh phong, trừ Linh Vương Cảnh ai có thể là đối thủ chứ? Lúc trước các nàng bị đấm cho không thể bật nổi, nhưng bây giờ làm sao? Giờ khắc này tất cả mọi người đều mơ màng, kể cả bản thân Quân Thành. Nàng há hốc nhìn bàn tay của mình, là nhìn thấy dòng máu dưới đất kia, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Một chứng này của mình có lợi hại như vậy sao? Sao trước kia mình không phát hiện vậy chứ? Thế nhưng không ai trong bọn họ chú ý tới chính là, ngay cách đó không xa, trong một bụi cây, một bóng người đã yên lặng quan sát động tĩnh nơi này. Trong con người bên phải chất động đen 8 vầng sáng màu vàng hóng, không minh thành đồng tầng thứ 8 thuấn không. Trác Phàm cười tà mị, di chuyển bất kỳ chiều số nào vượt khỏi không gian, chớp mắt tới đối phương khi đối phương không thể phản ứng. Chiều số này phối hợp với không gian chi lực của Linh Vương Cảnh thực sự là trời sinh một cặp. Ngay sau đó Trác Phàm lại quay đầu nhìn về phía Phương Mẫn vẫn đang còn chấn kinh, sắc mặt chợt trầm xuống. Nữ nhân này biết rõ Quân Thành không có khả năng mang bảo vật đi trước mặt nhiều cao thủ như vậy, lại vẫn cứ kêu nàng đi. Thật là ngoan độc, rõ ràng muốn đẩy hết tội thất trách, đẩy hết nguy hiểm về phía Quân Thành. Nữ nhân này dám tính kế lão bà nhà ta, thật đáng chết. Tuy bây giờ Quân Thành đơn thuần như tờ giấy trắng, nhưng nam nhân của nàng thì không phải là như vậy. Ngất hồi lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Một nam tử tiếng như lão ngu đen ồ bột nói ra, tiểu nha đầu, không ngờ ngươi cũng có chút tài năng. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, tản ra khí thế cường đại, hung tợn nói ra, lão tử nằm mơ cũng ngờ đối phó bọn tiểu nha đầu các ngươi thế mà còn có thể tổn thất nhân thủ. Có điều dừng ở đây thôi, ngươi bồi tán với huynh đệ của ta đi. Nói xong, người kia nhẹ nhàng nâng tay lên, không gian bốn phía Quân Thành lập tức rung động từng hồi. Quân Thành quá bức sợ hãi, Linh Vương Cảnh không sai, cho dù lão tử chỉ là Linh Vương sơ kỳ, nhưng đối phó với Quyên Cảnh thất trọng ngươi là dư xài. Cho dù ngươi có ẩn tàng thực lực, khoảng cách giữa Linh Vương và Quyên Cảnh vẫn không thể nào vượt qua. Người áo đen cười to một tiếng, trong mắt đầy vẻ tự ngạo. Quân Thành thì trầm mặt xuống, một trái tim chìm đến đáy vực, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra một thanh linh kiếm thập nhị phẩm, đồng thời còn nơm nớp lo sợ ngó nhìn động tĩnh xung quanh, nhưng thân thể đã bị dọa đến run rẩy bẩy. Nội tâm nàng minh bạch, cao thủ Linh Vương có thể khống chế không gian, công kích của đối phương có khả năng xuất hiện từ bốn phương tám hướng trong không gian đó, nàng khó mà ứng phó được. Do cách này, nàng nên làm thế nào đây? Nhất thời, nàng như con kiến bò trên chảo lửa, gấp đến mức dập chân, đám người áo đen thì cười tà mị, rất tình nhìn như đang đùa giỡn con mồi. Rốt cục, cao thủ Linh Vương lần nữa cười to, nha đầu đi chết đi. Không gian xung quanh lưu động, bắn ra mưa tên sắc bén,
cô nàng tuyệt vọng. Thần thông của Lâm Vân Cảnh công kích không chút khe hở như thế, nàng căn bản không cách nào ứng phó. Tay đạp linh kiếm có hơi buông lỏng vì lòng đã chết. Quân Thành, những đứa đệ tử kia kêu lên đáng tiếc vô dụng, các nàng trọng thương hoàn toàn không thể giúp đỡ được gì, chỉ thể trơ mắt nhìn Tiểu Xuân Mùi sắp phải chết ngay trước mắt lại bất lực. Bùm. Thế mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Quân Thành đột nhiên biến mất, những mũi tên sắc bén kia cảm thấy xuống đất. Các thủ Lâm Vân Cảnh kia không còn hoảng hốt, người đâu rồi? Trên đầu ngươi, trong một cây Trác Phàm cười tà mị, bên trong đồng tử phải chớp động lên một vòng sáng màu vàng ống, không minh thành đồng để nhất trọng thay hình đổi vị. Một đạo rung động không gian vô hình phát ra, Quân Thành xuất hiện trên không trung, cách tên áo đen kia không xa, nhưng ánh mắt còn đầy vẻ ngốc trệ. Hay vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nàng cứng ngắc quay đầu xuống để thấy ánh mắt mang đầy sự khó hiểu của người áo đen kia. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mảnh không gian này lại bị ta khống chế rồi chứ? Tiểu nha đầu này còn có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, ta lại không chút nào phát giác được lão tử này gặp quỷ rồi sao? Người áo đen cùng Quân Thành từng lớn mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ mê man đến mức quên cả việc mình đang làm. Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn hai người, trên mặt chỉ thiếu viết lên hai chữ khó hiểu. Các sư tỷ đồng môn Quân Thành chỉ biết thầm nghĩ, Quân Thành vừa dùng tuyệt kỹ như vậy, sao có thể có thần pháp quỷ dị như vậy? Ngay cả cao thủ Linh Vương cảnh cũng thể phỏng đoán được sao? Có điều rất nhanh, các một vị sư tỷ tỉnh người lại, vội vàng lên tiếng hô: Quân Thành, cơ hội tốt, mau ra tay! Một câu bừng tỉnh, Quân Thành mới phát hiện ra, đúng nha, góc độ lúc này của nàng thật sự là quá tốt. Vừa hay một kiếm chém xuống địch nhân, cho dù hắn là Lâm Vân Cảnh, thân thể cũng thể cứng cho cứng cùng linh binh thập nhị phẩm. Nghĩ như vậy, Sở Thành liền vui sướng huy động lưỡi kiếm hung hăng chém xuống đầu tên áo đen. Người kia cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hất lên ống tay áo, hóa trưởng thành trảo chộp bắn tới cổ tay Quân Thành. Dù phát sau nhưng để đến trước, nếu bắt được chắc chắn có thể toàn diện bẻ đôi kiếm lẫn tay của nàng. Thay thế, chúng nữ thở dài trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hay da, không hổ là cao thủ Linh Vương, Quân Thành đối mặt với cường giả như vậy vẫn là kinh nghiệm quá nhỏ bé mà. Bản thân Quân Thành cũng hiểu điều này, lòng nàng lần nữa tụt dốc. Thế nhưng trong lúc ngàn cơn trời sổ tắc này, dị biến lại phát sinh. Chẳng biết sao cánh tay người kia lại đổ tung, ngay từ đó cánh tay bị chặt đứt đoạn, tung bay về phía khác. Mọi người lại một lần nữa ngây ngốc. Người kia còn chưa cười, trong lòng đã run sợ mê man như 100.000 con thảo nê mã chạy loạn trong đầu. Là gì nữa vậy? Con mẹ nó, ai thể giải thích giúp ta được không? Đáng tiếc không ai biết chuyện gì trong này, cho dù biết cũng không có cơ hội này. Chẳng thể giúp hắn chết trong minh bạch, thừa dịp cơ hội tốt khó được, Quân Thành càng ra sức chém xuống. Sau một khắc, các thủ Linh Vương cảnh không ai bị nổi một phân thành hai, ngã xuống mặt đất, nội tạng trong bụng văng tung tóe trở thành phân bón màu mỡ cho đất. Hai mắt còn cứng đờ mở to, vẫn còn chứa đầy vẻ mê man, thật là chế chết không nhắm mắt được, chấn kinh khó thể tin. Nếu như nói vừa rồi Quân Thành một chưởng đánh chết một tên cao thủ quyên cảnh đỉnh phong khiến người ta cảm thấy kinh dị, như vậy bây giờ nàng đã khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Dù sao đây không phải là người bình thường, mà chính là một vị cao thủ siêu phàm nhập thánh Linh Vương cảnh, ngay cả hắn mà cũng có thể một kiếm chém chết. Chuyện này cho dù là cao thủ Linh Vương cảnh đỉnh phong cũng thế nào làm được, nhưng tiểu cô nương này là... Tất cả mọi người không ngăn nổi run rẩy, ánh mắt nhìn Quân Thành đều chứa đầy kinh khủng cùng ngưng trọng. Cho dù là các sư tỷ đồng môn cũng cả kinh trợn mắt há mồm. Bịch bịch bịch, rốt cục từng bước chân nặng nề vang lên. Cao thủ Linh Vương cảnh hậu kỳ để đến đối diện Quân Thành, tuy không thấy rõ sắc mặt của hắn nhưng lão thể nhìn ra được sát ý trần trụi cùng sự kiên kỳ ở sâu trong mắt hắn. Quả nhiên người không thể xem vẻ bề ngoài, không ngờ tiểu nha đầu ngươi lại nhìn qua là người vô hại, thì ra lại là cao thủ chân chính. Người kia lại trên đồng ôm quyền hét lớn: Như vậy để lão phù đến lãnh giáo cao chiêu của cô đương đi. Với dứt lời, một tiếng, người ở đằng kia lập tức phát ra toàn bộ khí thế, toàn bộ không gian lập tức rung động không ngừng, phảng phất như tùy thời có thể bị hắn xoắn cho vỡ vụn. Chúng người áo đen có một thanh hét lớn, không ngừng kêu tốt, khí thế lần nữa được dâng lên mãnh liệt. Quân Thành tỏ vẻ hãi nhiên trước luồng khí thế cường đại kia, hô hấp cảm thấy khó khăn, tuy thân thể phát run nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ, vẻ mặt kiên định. Thay thế, sắc mặt áo đen kia hơi trầm xuống: Cô nương, chẳng lẽ cô còn không nguyện ý xuất ra mà đến thực sự sao? Lấy thực lực của ngươi không có khả năng không chịu được mấy đạo uy áp khí thế tầm thường của lão phu chứ.
Dứt lời, gã đen kia lần nữa tăng khí thế thêm 3 phần. Cô Thành không nhìn được nữa, một tiếng ngã quỵ xuống đất, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể như sắp bị đập vụn. Đám gã đen kia cười bỉa mai, trong mắt đổ lên ánh sáng hy vọng.